Ông bà ta thì từng nói một câu như thế này: hay không bằng hên, minh chứng cho việc may mắn luôn là một phần của cuộc đời. Có tài, có đức nhưng thiếu tố chất ăn rùa thì dễ đi bán bánh đồ nốt lắm. Trong thế giới Shinobi chỉ tồn tại hai loại người: một là những nông dân cày chay với việc luyện tập không ngừng, cải thiện trình độ và ý chí kiên cường sắt đá, nhưng số phận sau cùng thì vô cùng hẩm hưu: mất chất, mất chân, mất mạng, mất hút. Trái ngược với các dân chơi hệ Napip làm mưa làm gió với sức mạnh vô tiền khoáng hậu, suốt ngày nói đạo lý nhưng sống như lìn, thích rình mò với con thú cưng của lục đạo hình nhân quẩy nát thế giới. Mà nói về độ may mắn, chim cánh mồ côi không thể không nhắc Nano. Nếu như anh em không để ý, xuyên suốt hành trình trở thành Hokage, đã có ít nhất 7 bước ngoặt quan trọng không hoàn toàn do bản thân Naruto mà nhờ dòng đời đưa đẩy. Vì vậy hôm nay, mời anh em cùng Hokage Bi Huỳnh tìm hiểu 7 bước ngoặt may mắn trong hành trình của Hokage Đệ Thất nhé. Bắt đầu video thôi. Đầu tiên, kỳ thi Chunin sóng gió. Ngược dòng quá khứ về kỳ thi viết Chunin mà chúng mình có làm clip kể lại lịch sử hào hùng của anh Bảy. Anh em nào chưa xem thì hãy xem clip đó nhé, vô cùng hay luôn đấy. Tương truyền, Jack sau khi đã lấy cảm hứng đặt tên cho bài hát của anh là Sóng Gió. Đúng với những gì đã xảy ra trong kỳ thi, Naruto nhận đề, thấy phong chữ đẹp, chất lượng giấy thì tốt, phòng ốc sạch sẽ, giám thị coi thi thân thiện, cơ mà định mệnh, áo chữ nào trong đầu. Áp lực trong phòng thi khủng khiếp khiến anh Bảy nhiều lần chết tại trong tim. Nước mắt là biển rộng khi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này. Anh em có công nhận một điều là nếu không phải may mắn năm ấy, thể lệ cuộc thi có đôi phần đặc biệt. Chỉ cần ở lại đến cuối giờ là qua môn thì rất có thể bộ phim Naruto đã phải kéo dài thêm vài chục chát cho anh tôi phải thi lại rồi. Tiếp theo, lần bị cháp đầu tiên. Lần đầu là một thứ gì đó hằn sâu khó quên, kể cả lần đầu Napip tôi sợ vị thú mạnh nhất phim. Xong, thiếu gì các Shinobi lần đầu cũng như lần cuối để bán mối, gậy gánh ngay từ nhiệm vụ đầu tiên. Đó suýt đã rơi vào trường hợp của Nano và Sasuke khi hai thằng Young Boy si tình bị một thằng cháp waifu hấp diêm cực mạnh. Với việc anh bạn Sasuke hằng ngày ngầu lòi bị đục lỗ như cái mền rách, anh Bảy một thân một mình may mắn sử dụng chakra cửu vĩ mới phá bỏ được lớp kết giới do Yohaku tạo nên, cứu Sasuke để sau này nó bỏ đảng theo trai. Điểm đặc biệt ở lần ăn rùa này đó là Naruto mặc dù không hề biết cách điều khiển sức mạnh bên trong đã có thể tiết chế vừa đủ lượng chakra thoát ra ngoài để giữ bản thân tỉnh táo chứ không bị ngáo đá như những lần khác. Nhờ vậy mà anh tôi mới cứu được một màn thua trông thấy cho đội Bảy trong nhiệm vụ đầu tiên này. Thứ ba, thông não chi thuật. Trong màn chiến với lục đạo Pain, sau khi anh tôi thả xích chó cho con bé xuất hiện, Nagato với củ riêng mắm tôm đã không thể làm thịt được cậu vàng. Đến cuối cùng, anh tôi bị outplay ngược lại dẫn đến thất bại. Xong, một thế giới nơi ngôn từ bất lực bạo lực lên ngôi thì anh Bảy đã thay đổi tôn chỉ này, trở thành người tiên phong dùng mõm thay cơ bắp để đánh bại kẻ thù. Naruto thay vì tận diệt Akatsuki đã tìm đến và sử dụng thông não chi thuật lên thẳng Nagato. Bước ngoặt ở đây, lỡ xui rủi thế nào Naruto thất bại trong việc giác ngộ và tầng điên đang lầm lè cho cả thế giới biết nỗi đau bằng con đường bạo lực cách mạng mà không biết rằng chỉ cần làm fan MU hay Weibo là hiểu được điều đó thì sao? Này. Với việc gần như đã kiệt sức, đối thủ còn lại cả hai thành viên cấp cao của Akatsuki. Nếu khua môi múa mép không thành, Nano chắc chắn ăn chém mỗi nơi mỗi khúc và chúng ta sẽ không phải chịu đựng nỗi đau từ phần phim của thằng con của anh. Uầy. Vậy thuyết âm mưu ở đây là Nagato đã giả vờ như bị thông não, hy sinh bản thân cho mục tiêu cao cả để thế giới biết đến nỗi đau bằng phần phim Boruto sau này. Hóa ra, việc Sasuke bị trột, Naruto mất cậu vàng đều nằm trong kế hoạch vĩ đại ấy. Sao mà đỡ được cái bước ngoặt này? Lần may mắn thứ tư, bảo mẫu bộc độn. Xuyên suốt bộ phim, không thiếu lần Naruto hóa siêu Saiyan, nhưng thay vì chỉ đổi màu tóc thì anh thôi đổi con mợ nó luôn hình dạng trông đáng sợ và lờ. May mắn, anh Bảy luôn có người bảo mẫu để kìm hãm sức mạnh mỗi khi hóa chó, đó là Yamato. Anh bạn có cặp mắt bi rồng xấu huyết kế mộc độ này đã không ít lần cứu Naruto khỏi cơn lũ. Sự thật, chúng ta vẫn chưa hiểu hết vai trò của Yamato trong cuộc phiêu lưu của anh tôi. Nếu không phải nhờ anh bạn ăn chay này đảm bảo, chắc chắn Konoha không dám để Jinchuriki của họ lang thang cù bơ cù bấc ngoài đường như vậy. Lỡ may nó hóa chó hóa điên phá làng phá xóm rồi học theo quốc trưởng Eren thì có mà xin miễn biệt cụ. Lúc đó tên phim sẽ thành bộc phát sức mạnh cậu vàng, tôi quay xe làm phản diện thì đúng hơn. Trên hết là tổ chức báo đời báo đốm Akatsuki luôn sẵn sàng trên con S-Center để xích lồng mấy con vị thú đi lạc.
Chắc chắn cuộc hành trình trở thành Hokage của Naruto sẽ gặp ít nhiều trở ngại trong việc xin giấy phép ra ngoài làng nếu không có Yamato. Và tiếp đến, lần may mắn thứ 5, anh em cầy khế. Tình nghĩa huynh đệ luôn được đề cao trong hầu hết các tác phẩm điện ảnh, trừ phim sẽ gay. Xong, nhân Việt Nam có câu, anh em quẩn quẻ, tình nghĩa sạo kè quả không sai. Đứa nguy hiểm nhất luôn là thằng bạn thân. Nhớ lại, lần đầu gặp đầu tiên giữa Naruto và Sasuke trong phần phim Shippuden, chứng minh lý do tại sao không nên bỏ làng theo trai. Cuộc hội ngộ diễn ra không mấy cảm động khi đáp lại tấm lòng chân thành. Sasuke suýt nữa đã xuống tay với những người đồng đội cũ, thể hiện độ máu lạnh của dân chơi nhà họ Uchi. Phải nói thêm, thực sự lúc này chưa vợ chưa con, hào quang Papasuke chưa xuất hiện thì Sasuke tại thời điểm đó cũng mạnh hơn anh tôi phải nói là kha khá. Nếu Orochimaru không xuất hiện ngăn cản, chưa biết chừng thằng ngáo đá chơi ke này sẽ đơm luôn cả đội 7 chứ chẳng đùa. Bộ phim rất có thể sẽ xảy ra theo hai hướng. Một, đánh Papasuke hiển linh, đội 7 sẽ thành công đem anh về làng, còn không thì Sasuke sẽ đắp mộ cục tình cho đội 7 tại giây phút đó luôn. Lần may mắn thứ 6, chạm trán Itachi. Đến với lần may mắn không chỉ riêng của Naruto mà toàn thể thế giới Shinobi luôn, khi Kyuubi cùng anh 7 chạm trán Nagato cùng Itachi sau khi Isekai. Với việc đối đầu cùng lúc hai nhãn thuật mạnh nhất thời điểm bấy giờ, Rinnegan cùng Mangekyo Kyo Sharingan, khó lòng có cửa nào cho đôi ta, mặc dù bát vĩ hay cửu vĩ thì chẳng nữa cái quần què cũng vậy thôi. Bước ngoặt thần tài xảy đến, vô tình kế hoạch dùng Sharingan của Shisui thông não Sasuke lại tác dụng ngược lại, khiến Itachi thoát khỏi sự thao túng của Kabuto. Còn một đồng minh đáng giá như thiên tài Konoha, thế trận cuộc chiến ninja lần thứ tư thực sự thay đổi từ chính khoảnh khắc này. Thử nghĩ, nếu không nhờ Itachi dùng kiếm vong ấn Nagato, dễ gì Naruto cùng Bi đã an toàn vượt qua được chốt chặn khó khăn. Cũng chính anh cùng thằng em trai ra tay chặn Kabuto, điều khiển các hình nhân chuyển sinh, có phần tạo nên bước ngoặt cho liên minh Shinobi đi thẳng đến thắng lợi sau cùng. Thế mới nói, trong cái rủi có cái xui, thà đừng gọi anh ấy dậy thì Kabuto đã không ăn đuổi bầu rồi. Và lần may mắn thứ 7 cũng là cuối cùng luôn, Minato ra sân phút 90. Quay trở lại với cuộc chiến, việc đánh nhầm ghệ thằng nam chính đã khiến Pain trả giá khi phải choảng vảng nhau với cậu vàng. Việc mọc đến cái đuôi thứ 8 làm Yamato phải hớt hải que xe chạy về đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Xong, trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhất, Minato, cha của Naruto xuất hiện giúp con trai phong ấn lại cậu vàng để nó không quẩy nát lằng lá lần thứ hai. Thiếu mất một đuôi, cửu vĩ đã không thể quay trở lại thế giới như cách MCK không quay lại được với Tà Linh. Nếu chuyện đó xảy ra, anh 7 sẽ đáng tiết lầm gọi Konoha hoàn toàn luôn chứ không đục một lỗ to chà bá ở giữa như là Pain đâu. Nói chung, đây sẽ là lần SOS sau 7749 lần cửu vĩ cố trốn chạy ra ngoài. Cũng nhờ lần gặp mặt với cha mình, suy nghĩ của Naruto thay đổi rất nhiều trong việc hiểu ý nghĩa thực sự của Hàn Bình, góp phần củng cố cho lý luận Makruto thông não Nagato ngày sau đó, đồng thời tìm ra con đường cứu nước sau này. Như mọi khi, bọn ta rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai nhé. Tôi là Bị Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!